Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm bữa mẹ mình làm chả giò hải sản còn dư được ba hai bịch, hỏi mua ba bịch cuốn một bịch luộc là ăn thấy bà luôn. Nay còn hai bịch nè, cái lôi ra giờ mình cuốn hết chả giò mình ăn tiếp. Nhưng mà lần này mình sẽ cuốn chả giò vậy. Ở miền Bắc thì có nem rán, còn ở miền Nam thì có chả giò chiên. Vậy hôm nay nhà mình sẽ ăn chả giò, hồi ăn bún, ăn với bún. Anh lấy có nem nướng đó, nhưng mà nem nướng chưa biết làm. Nhà không ai biết làm hết. Nem nướng với thịt rồi. Bánh thịt xay rồi. Nhà chưa có ai, không có kinh nghiệm làm hết, cho nên nay làm chả giò thôi. Bảy bảy bốn chín. Nhưng này mình có tôm với thịt. Bỏ cái đầu hả? Tôm với thịt mình sẽ bầm. Bỏ cái đầu lấy thịt trong anh chứ mày. Đi không đi luôn luôn. Đi chơi. Trời đám giỗ bà nội mà. Thôi trời ơi, mới mốt tới nữa nè. Ủa đâu nữa? Chú chín nữa, chú chín cũng 12 tới. Lại nữa. Ở đâu đoạn gì chú? Chỗ một nhà đó đó. Là mới chia ra bé Sáu làm đám cũng ấy là ba người một tháng, ba người một tháng, ba người chết tháng không phải cũng khác cũng năm, như khác năm. Nhưng mà chung tháng cũng như ba với má đó, mà ba cái làm một tháng mà ba cái đám vợ cũng như ba má đó, tháng một à. Thịt này với tôm mình sẽ bầm. Còn khoai môn, củ cà rốt thì mình sẽ sắc sợi. Còn khoai tây, hành tây thì mình sẽ sắc lụ. Em thì chia bằng luôn nha. Ừ. Em sắm này nha. Sắm này. Củ khoai môn mua 4 củ, còn lại 2 củ, 3 củ. Sao này thương là cũng như là không có mà bà nội chê bà xấu mà bộ nói ngay sao bà biết đi cứ nói ổng kể hay gì ai biết đâu. Thì chồng kể lại cho vợ nghe. Cũng tốt nghiệp ổng có bà ấy không kể đó. Bán chút mà ngàn con trai là cưng dữ lắm luôn. Cũng không phải lẽ có ông tuổi tôi ta. Đúng ráo được. Đắt luôn. Đắt đi hả? Đắt luôn. Có nhiêu đây được chưa ta? Nè, nhiêu được chưa? Nói đi. Nói đi. Hết luôn đi cũ. Nó ngồi tình rồi mới quên khoe thôi. Lập cập, động dao động thất. Cái giặt sao nổi nữa hả? Có tiền mua dễ mà. Đây mấy cái nguyên liệu mình đã bầm rồi mình sắt sẵn hết rồi nè. Mình sẽ cho hột gà vô. Như đây khoảng 2 trứng được rồi. Con này cà gót và hành tây. Đưa vô luôn hả chú? Hành tây. Nhiều không? Hết đi. Còn cà gót nữa nè. Cà gót để vô. Hết luôn hả chú? Chà, này là nhân nhiều lắm nha. Ăn này là chắc cả làng à. Đường chỉ thêm một chút kèm thôi chứ không có nhiều. Muối đường một ngọt. Sắp hết rồi, đường sắp hết rồi. Hai đường nó sao nhanh hết nha. Để vô. Hai trộn đi, hai để nước chút mình lấp xe đường đó là sao mau hết đường đó. Thảo nhân luôn. Bảo đảm hai bịch không bao giờ đủ. 100.000. Còn hai bịch này thì ở nhà mình còn lại. Còn rau. Không gầy cải hai nó lên này.
mà lên ba loại cải không biết cải gì không biết. Trồng tùm lum. Trồng tùm lum cải. Quả là trồng cái ngọt nè, cái thìa nè, cái gỗ nè, cái bể xanh nè. Mà có hai loại nó không lên. Tới nay chưa thấy lên, thì là lên nè. Ngồi ngồi ghế không lên nè. Em thấy em cái gỗ. Sau đây là chương trình thi gói coi ai đẹp nha. Thi gói. À, nhớ để ý nha, hồi điện trình nha. Hơi nhão hả? Đây là cuốn đầu tiên của chú Út nè, của dì chú Út. Của mẹ chưa xong. Chưa. Là cuốn tôi ăn chắc bể bao tử quá, cuốn bự quá. Đó. Rồi mẹ cuốn nè. Rồi Ú Nu luôn. Ú Nu thì mũi luôn rồi. À. Cũng đẹp chứ bộ. Mấy đứa làm chậm chạp quá mấy đứa ơi. Lấy miếng ấy, miếng gà trồng đỏ chấm vô đây. Chi nữa? Để vậy thôi. Mày để nằm vậy đó. Không đây sao kỳ vậy nào? Cái này sao nằm dẹp nét vô? Út. Chơi. Sao cái đầu ngon quá rồi, cái này không ngon vậy? Đập ngon lè. Nè. Út coi, ngon chứ. Nè, cho trần do luôn nhà nào. Thôi cái ăn này một bịch cũng nhiều quá. Nhiều cái. Ê, cuốn nhỏ thon phải không? Biết rồi. Ừ, đó đó. Này cuốn theo kiểu này nè chú. Tam giác nè. Ờ đâu cuốn theo kiểu này. Không biết đường ship. Nó ship đường vô cái này mà không biết đường ship vô ạ. Nè. Này con không là chú để trên giữa, chú túm lại hay sao đó. Ủa ship khéo lắm. Đây này chú nhìn nè. Bự quá nó cuốn hoa ta. Sao mà nó gói vô hay dữ sao? Ba góc à. Cái này là nhiều khi á là cái chả giò nó hình vuông. Ừ. Cái miếng chả giò hình vuông, cái miếng bánh bía. Cái này cũng mình hình tròn mà. Đây của con đây. Trời ơi, con kìa, ông nội ơi. Xấu, xấu. Chú xấu, con còn dữ nữa. Công nhận người nào cũng xấu. Nè. Trời, lại nãy lúc hồi nãy là kiểu là chưa thấu khẩu thuật thẩm mỹ, giờ là thấu khẩu thuật thẩm mỹ rồi, đẹp rồi. Trời ơi. Ủa, nghe có bịch mà được dĩa hả mẹ? Ừ. Dĩa, cách cho là đầu này, cái đầu kia, cái. Lấy chục cuốn mà chưa ít lắm sao? Đây. Tao điểm thử dĩa được cái cuốn này. Thật sự sợ luôn á đây. Người nào người nấy gì mà cứ gớm luôn á. Cái này của ai hả? Cái này của ai hả? Này của ai? Không biết à. Bưng máy để vô. Để tao để đầu này. Trời của ơi. Mẹ đó. Không, mẹ không có cuốn vậy rồi này của Út. Trời ơi. Thôi một bịch nữa mới đủ không đủ rồi. Nè. Còn bịch nè. Bịch nó cũng không hết nữa. Nãy giờ làm con chút nhân nè. Con mông giò nhân là chiên chiên như chiên gỗ luôn á cháu. Nè. Giò nhân á hả? Ừ. Rồi để vòng vòng vậy với bánh cơ gỗ nè. Mua, để... mua bánh tráng gỗ á. Thôi. À, bánh tráng nhà ghế. Này giờ gỗ. Không có. Cái này, giờ... này múc tục chứ. Đó, đó này đẹp rồi. Nãy giờ là giả vẻ bộ vẫn chơi thôi. Giờ là tay nó vẫn thiệt. Thử chơi. Giả bộ thử làm quân tử. Xé xíu kìa. Xé xuống. Giờ cắt được. Ô, cái này đẹp dữ luôn nè. Thấy không? Ừ, quá đẹp luôn. Đẹp đều. Nhưng mà hơi bự. Bự ăn cho đã, bán là lỗ. Nè. 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 Người ta có bánh bía mà hình vuông nữa. Để trong đây nè nó. Nè. Trời ơi đẹp chết. Mắt ra chỉ có mắt
chưa ấy là người ta gói, người ta nói vậy nè, tỷ nữa cả tỷ không có à, đi đám thợ nấu người ta chỉ nè, thấy không? Đó nè, đẹp liền nè, đi đám người ta chỉ nói gói vậy nè, ai cũng nè nè hết là hồi nhìn thấu nè, cái bụng nó bể nè, đó bể, ai cũng nè hết. Cũng đâu khoảng dư khoảng chừng tầm chục cuốn, tại do nhà mình cuốn rồi nè. Đủ hình dạng, đủ hình dạng luôn. Bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Bữa nay là mình đang bắt một cái chảo để cho nóng, xong cái mình sẽ đổ dầu vô và chiên. Cái chảo nhỏ vậy nè, cho nó đổ nhiều dầu, chứ chảo bự quá đổ hao dầu lắm. Mẹ để tay mẹ nhúng nhúng, họ nhúng tay luôn. Này mà tới sửa lại. Sửa lại Út ơi. Sửa lại cho nằm dưới này nè. Sửa dán như lại. Đè cái miếng chip anh nằm dưới phải không? Ờ đúng rồi đó. Có gì đâu. Ơi hứa hứa hứa. Đó thấy không? Quá nhanh mẹ, quá nhanh. Quá. Đâu tại hồi nãy lửa lớn, nãy mình bắt lửa hơi lớn, giờ mình chiên lửa nhỏ rồi kìa. Chả nói gì chứ chả giò này khoái ăn lắm. Đi ra vô cầm. Ra vô ra vô. Nhưng mà mấy vừa miệng kìa cầm nha nha. Chi chơi chả giò mà ai hôm trước ai ướp mà mặn mặn là nghĩ ăn luôn. Không đâu được. Đây này, giờ không bún hết rồi. Cái này mình sẽ ăn với bún. Bún rồi cái cắt ra cái cắt ra như là khúc rồi có đầu có con đồ. Dưa leo, à, chai nước mắm, tỏi ớt lên, trời ơi nhắc tới rồi nè. Đói gì bây giờ lấy cái gì cho thấm dầu này, giấy hả? Giấy lót, giấy ra, giấy lót, giấy nào? Giấy vuông á, vuông. Giấy vuông á. Giấy vuông bự á. Cái này là cái tam giác cân. Xong rồi chẳng mấy chốc chiên xong rồi nè các bạn. Nước mắm này rau thơm mình sẽ sắc ra, dưa leo cũng sắc ra, bạn nào thích ăn giá có thể cho thêm giá vô. Này mình ăn với salad. Chia ra hết luôn. Ồ, gần gụm luôn ha. Gần gụm. Này ăn chả giò à. Chả giò không à. Rồi. Nhiều quá mẹ, chả giò không mà mẹ cắt cái ít à. Ít vậy. Bán ở nhà mà. Rồi bên đây ai ăn thì cho nước mắm chia vô. Chia hết bún vô đó đi. Chia hết kia luôn. Chia. Có hấp dẫn. Nhiều dữ vậy. Ừ. Ăn ba này là chả giò trừ luôn mà. Ừ. Nem nướng rồi đó. Bị. Nhưng cố mẹ. 2.000. Không có ấy là mẹ để một bao nhiêu cuốn trên tô á? À, 7 cuốn, 8 cuốn. 8 cuốn. Tùy theo. 8 cuốn 16.000. Ừ. Nó có món này lạ nè. Cái này mới là lạ lùng nè. Nhưng nó dư. Nhưng nó dư xong cái trộn với miếng chiên luôn. Giống bị có đập giống, thêm giống chả. Giống bị hột vịt á. Có đập thêm hột gạo. Có. Ừ. Hột vàng. Phải vậy. Đó, vậy để lên luôn. Trời nãy thấy mình thấy mẹ mình làm ít cái kêu mẹ mình làm nhiều cái uống một ề luôn. Cái quá trời đã luôn. Ừ. Rồi. Để đi. Hôm nay gia đình mình ăn bún chả giò.
không lấy muỗng xong hả? Rồi mời mọi không người vô gia đình mình nha. Không đũa không hả? Không muỗng hả? Hả? Khỏi. Này có gì đâu muỗng. Chan vô đâu có muỗng đâu. Em gấp cũng chín. Chan vô. Đại lý này chú biết ăn cái mắm gì nó ngon không? Gì? Mắm me. Vậy hả? Me mà chỉ nấu nó sờ sờ nó lỏng 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 á. Mà nước mắm này cũng được. Mắm me mình me nó chua chua ăn ngon, chua chua ngọt ngọt á. Được không? Giòn cũng ngon quá. Trộn dọc giòn 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 luôn. Vừa quá vừa quá. Mình cũng tham gia luôn các bạn. Rồi mà các bạn dùng ăn bún nhờ nước mắm nữa nha. Bún chả nha. Quá ngon. Bún chả giò. Ăn bún. 2.5 muỗng thôi. Nhiều quá mà. Ăn thiệt à. Mời cái. Con nói nhiều. 2.5 muỗng. Mẹ 2 muỗng mà. Mời các bạn dùng bún chả giò. Nhấp thêm miếng này vô cho nó xâm tụ nha các bạn. Đây nè. Ngon lắm. Dốc. Chút miết luôn rồi. Ngon. Ngon quá, bỏ vào miết luôn rồi. Rau nhiều vô nó mới không ngán. Cái rau vô. Nè, cái nhân trong nè. Vỏ ngoài nó giòn á, nha các bạn có nghe không? Giòn. Thích cái ăn chả giò. Là ở trong có hay môn á. Nó béo béo. Tôm. Tôm với thịt nó ngọt. 28-16 có 3 cô mà tính 15 ngàn à. Bà cuốn ăn có thêm một cây nem nướng hả? Nhưng mà nó đâu có được dài ngon vậy. Cái này có một cuốn à. Cuốn cây nem nướng. Ở trong đó 15 ngàn hả? Ăn cũng mắm. Chả giò nó đâu ngon. Mặn chết mẹ à. Không ngon mình. Mấy chỗ nó tiền bánh này nè. Bánh thọ, bánh cắm. Bây giờ nó ngoài chợ đó. Gì? Gió ơi. Gió quá trời gió luôn. Không có xin ăn. À mình đi bán về. Không có quen. Nuôi hơn gì vậy, coi vậy cũng tự trọng lắm nha. Lúc nhỏ cũng có xin ăn, không lớn rồi là không có xin ăn. Ra biết nghe lắm. Con này sủa. Sủa rồi thôi nhá. Bỏ vậy không? Rồi ăn mà cho nó ăn nó ngấm nó quen. Mình ăn chưa? Ăn ăn nó đốt nhả nhả. Ngồi ngắm. Mấy chó bên ngoài con là hay nó hay lắm. Ngồi cắn lợn mà cấm lợn. Gấp xuống dưới mà chưa kịp tới cái lớp đất là nó tắp nó tiêu rồi đó. Mà nó cũng hay lắm nha. Tám tiệc đâu có hay nó lại súng lại nhóc kìa. Bà chú bảo. Cái đó gì đó hay tháng 15 coi là có đồ ăn. Ừ. Nói nè. Ta nói đêm đó một con chó cái mà năm cắn cho được. Nó làm gom gặt gặt tiền ra. Nó quất nó được chứ. Làm tô bún xong các mẹ làm tô cơm nữa. Em thấy tô bún là no rồi, giờ thì tô cơm nữa sợ làm không ăn nổi. Mẹ đó. Hết tô đó mới sợ. Dưỡng hai chầu cuốn nha. Hết. Gấu nó không ăn cơm với chả giò đâu nha. Mẹ đói mắt như đó mẹ ăn sợ đó. Mà nãy một tô đó bún luôn. Gán. Nó ăn hết cơm. Nó ngồi cơm. Mày ăn tiếp.
đâu tính nó cơm ăn làm nó ăn á, cá nó chua ngon tính ăn rồi.